Hay như vậy mặc cái áo đỏ kia kìa, mới là lính cứu hỏa kìa. Bảo đấy, bảo cái bạn kia cởi áo ra. Đấy, đấy, thấy bạn rồi. Bên kia có. Solo gì? Solo đi. Solo đi, đi vào đây được. Không, bố không chơi, mấy đứa thì chơi. Bố đi làm. Bây giờ đi trốn. Ok. San, San để xin với cả Hà Gôn xin là đi trốn. Trốn con bố. Thôi cầm máy luôn. Ok nhá. Còn với cả Hà An đi trốn nhá. Bố với Hà An đi tìm nhá. Ok. Mình sẽ ngồi với chiến thần chiến trăng. Rồi các bạn nhỏ của chúng ta đã trốn rồi, bây giờ anh Gato sẽ đi tìm. Nhưng mà mỗi tội là máy của anh Gato chỉ còn 3% pin nữa thôi. Chắc là tìm vừa thấy thì sập nguồn các bạn ạ. Có trong đây không nhỉ? Không có luôn. Anh Gato đoán chắc chắn là các bạn này sẽ trốn ở trong khu này. Chắc chắn là trốn ở khu này. Nghe thấy giọng rồi đấy. Ô. Nghe thấy giọng ở đâu ấy mà không tìm thấy luôn. Ở đây đấy đi. Bắt sống. Bố thấy rồi nhá. Rồi bố đi tìm nốt thằng cò nữa. Bố đi tìm nốt Hải An nữa là bố thấy thôi. Có ai Hải An nữa đâu. Bố nghe. Bố nghe giọng Hải An ở trong góc kia ấy. Nhưng mà bố không tìm thấy. À đây, Hải An ở trong góc kia đúng không? Nó vào bắt nó Hải An. Kia, 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 nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Trời ơi, thấy đi rồi. Trời ơi, bắt sống, bắt sống, bắt sống, bắt sống. Không, bắt rồi, bắt rồi, bắt được rồi, bắt được rồi. Ở đây cứ bắt sống, bắt sống, bắt sống là cò. Ok các bạn ơi, vậy là sau một thời gian gọi là ra ngoài kia sạc nhờ pin thì bây giờ điện thoại của anh Gato đã đầy rồi. Và bây giờ anh Gato sẽ tiếp tục vào trong. Bố sạc pin ngoài kia mà. Ở ngoài kia, nhưng mà bố phải ngồi bố trông điện thoại. Bây giờ bố sẽ đi vào trong đây. Linh ơi, ồ hết đi, vứt đấy đi, còn cầm làm gì? Nấy An rồi, An bố vừa nhìn ở kia mà. Vừa mới nhìn thấy An ở kia, bây giờ bố sẽ đi tìm Hải An. Kia rồi. Hello Sanesi. Hello, bây giờ đã bố đã được sạc đầy pin rồi. Bây giờ thì bố có thể quay các bạn nhỏ thoải mái luôn. Bây giờ Sanesi của chúng ta đang là cô nhân viên ở đang đóng giả nhân viên của siêu thị, đang phân loại các loại quả. Đúng rồi, phải đeo cái đấy vào. Hả? Đeo tạp dề vào. Cái gì? Được 80% rồi. Thao hồ quay dần tối luôn. Đây, cho vào đây. Phải đỡ đầy đủ, phải đeo mặc quần vào. Quần kia thôi, quần áo trắng kia nữa, áo trắng. Ok, bạn Sanesi của chúng ta thì không giống y như một cô nhân viên siêu thị rồi. Xếp đúng loại quả nha.
phủi tay nhanh thanh thoát. Thế này hả? Hay là Hải An mà làm tốt thì bố cho Hải An vào làm thêm giờ ở đây cuối tuần đi bạn. Hả? Nếu Hải An mà làm công việc này tốt thì cho Hải An đến đây làm thêm giờ cuối tuần, đến đây làm thêm giờ. Hải An phân loại này chỉ có tác dụng một lúc thôi, chào lấy các bạn ấy vào, bạn ấy nghịch các bạn ấy vứt lung tung luôn. Ngô ôi, có cả bắp ngô kìa, bắp ngô vỏ kìa đấy. Ồ, la bên kia mà. Ôi, bà Cô Si cũng đã trở thành một cậu gọi là nhân viên siêu thị thức thụ rồi. Trong này có những gì đấy? Bạn có xin đi lấy bánh về cho bạn San xin nướng cho mà ăn. Cái này hả, cái này đây hả, đi có ra dưới rồi. Ok. Hả? Bây giờ bố sẽ là người bán hàng, mọi người đi mua hàng đi, về đây. Quá. Con đi mua bánh về đây, bố nướng cho. Ok, đây. Để bố nướng cho còn một cái bánh này. Chủ quán ơi, bán cho bố một cái bánh mì pate nướng lên. Bánh mì dài đó, nướng chín lên nha. Một có bánh hamburger không? Hamburger trứng đi, cho một cái pizza nữa nhá.